Mọi người đang xem truyện tranh Thuyết Tình Yêu Ích Kỷ. Cháp 19 đến 20 trên kênh YouTube Góc Truyện Độc Đáo. Chúc mọi người có một buổi xem truyện vui vẻ. Chưa gì mà mặt trời đã lên rồi, những lúc thế này thời gian trôi qua nhanh thật. Người ở tầng dưới đây mà, làm gì ở đây vậy nhỉ? Có chuyện gì à? À, là người ở tầng trên, chào anh. Tôi thấy chú mèo con này trông có vẻ kỳ lạ nên mới xem sao. Gì cơ, nó bị thương ở đâu à, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Chắc là không bị thương đâu, có lẽ nên đưa nó đến bệnh viện trước. Chắc là bệnh ở đâu đó rồi. Có lẽ tôi phải xin nghỉ phép nửa ngày để đưa nó đi bệnh viện. Để tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện. Không được đâu, tôi không thể làm phiền anh được, tôi có thể đi làm muộn một chút, nên không sao đâu. May là nó vẫn còn chút sức lực. Vậy thì thật sự cảm ơn anh nhé. À, khoan đã, tôi có cái này muốn đưa cho anh. Nhất định phải liên lạc với tôi sau khi quay lại nhé. Tôi sẽ trả tiền viện phí. Vì tôi muốn giúp đỡ nên anh không cần phải trả tiền viện phí đâu. Tôi sẽ liên lạc với anh để thông báo về tình trạng của nó. Vậy thì dù biết bản thân hơi phiền, nhưng mong anh giúp đỡ nhé. Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi tên anh là gì. Tên tôi là Kim Isun, Isun, Kim Isun, còn tên tôi là Âu Huyên Do. Những gì mà anh đã giúp hôm nay, tôi nhất định sẽ đền đáp sau. Không cần phải làm vậy đâu, không cần phải như vậy. Hơn nữa, chắc là bây giờ anh đã muộn giờ làm rồi đó. À, đúng rồi, vậy thì tôi xin phép đi trước. Nhất định hãy liên lạc với tôi sau nhé. Vâng, thưa quý khách, hiện tại sản phẩm đó đã hết hàng, nên rất khó để mua ạ. Thời gian hàng có trở lại, thì tôi không thể nói chính xác được. Tôi đã hỏi về lưu lượng truy cập trang web trước đó. Chúng tôi không có quảng cáo riêng cho sản phẩm này. Vâng, vâng, về phần đó, tôi có thể bàn với đại diện của chúng tôi. Sau đó sẽ thông báo cho quý khách ạ. Không thể tin được. Tất cả túi sách đều đã cháy hàng, trang web sắp bị sập đến nơi rồi. Chỉ vì Hong So Jung đăng một chiếc túi lên thôi mà đã đến mức này, thì ra đây chính là lý do mà các công ty chi tiền cho những ngôi sao nổi tiếng để quảng cáo. Nhưng tôi đâu có trả tiền cho Hong So Jung đâu nhỉ? Tự dưng cảm thấy nghi ngờ. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đăng những bức ảnh đó, chỉ vì người mà cô ấy đã gặp mới vài ngày trước. Liệu cô ấy có thực sự thích chiếc túi của công ty tôi không? Chắc là vậy nhỉ, dù sao thì cũng chỉ có lý do đó thôi đúng không? Nhưng mà sao lại có cảm giác khó chịu nhỉ? Vâng, alo. Chị Yumin đúng không ạ? Vâng, tôi là Choi Yumin đây, là ai thế? Chị Yumin à, là tôi Hong So Jung đây. À, chờ chút, tớ ra ngoài nhận cuộc gọi công việc chút nhé. Được rồi. Vâng, cô So Jung, cảm ơn vì đã liên lạc tới. Chị vẫn khỏe chứ? Dĩ nhiên rồi, thật ra tôi cũng có điều muốn hỏi cô. À, có phải là hình túi sách được đăng lên không? Vâng. Không biết có phải vì tôi mà cô mới làm thế, tôi thích quá nên mới chụp hình với nó thôi. Tôi thường đăng những sản phẩm mình tự mua lên SNS. Nên chị không cần phải lo lắng đâu. À, thì ra là vậy. Thật sự cảm ơn cô So Jung nhé. Phù, tâm trạng thoải mái hơn rồi. Nhờ cô mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thấy sản phẩm hết hàng đó. Làm sao mà tôi không chụp được? Chiếc túi đó đẹp quá chừng luôn mà, phải không? Cô ấy là thiên thần à? Lần sau chúng ta gặp nhau và ăn tối riêng nhé. Nói chuyện về túi sách cũng để thân thiết hơn. Vậy thì lần đấy tôi sẽ mời cô nhé. Chọn món gì đó thật ngon. Tôi sẽ mua tất cả những gì mà cô muốn ăn. Tốt quá rồi, tôi phải đi quay phim rồi, nên tắt máy đây. À, vâng, vậy thì hãy cố gắng quay phim nhé. Có vẻ như cô ấy bận rộn lắm nhỉ. Phải khoe với mẹ mới được. Ừ, mẹ à, là con đây. Công ty con đang phát đạt quá nè. Nhỏ quá. À, Huyên Do, anh về rồi à? Vâng, tôi vừa tan làm xong. Ha ha, tôi cũng vậy mà. Thế nào rồi, có tốt hơn không? Tốt hơn một chút, nhưng bác sĩ bảo phải theo dõi đến ngày mai. Thật may mắn, có vẻ như đang tốt lên rồi. Cơ mà vẫn chưa thể yên tâm được. Tôi nghe nói những chú mèo con rất yếu, nên tỷ lệ tử vong đột ngột khá cao. Trước đây tôi đã nghe rồi nhưng hình như anh thực sự thích mèo nhỉ? Vâng. Anh Isun cũng vậy mà đúng không?
vừa tan làm đã ngay lập tức chạy về mà. Để xem nào, tôi thì không thích mèo cũng không ghét mèo. Nhưng nếu phát hiện ra nó bị bệnh thì phải chịu trách nhiệm. Khác với tấm lòng lo lắng chân thành của anh Nguyên Do. Khác thì có sao chứ, chỉ cần cùng có tấm lòng muốn chịu trách nhiệm là đủ rồi. Vậy sao, cảm ơn anh đã nói thế nhé. Anh đúng là một người rất thân thiện. Tôi chỉ nói sự thật thôi, dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc vô trách nhiệm mà. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi quay lại. Vâng, vậy tôi sẽ ngồi đây đợi. Xin chào, Nguyên Do, bây giờ anh có thể nghe điện thoại không? Được rồi, cô nói đi. Chúng ta đã hẹn ngày mai, sau khi tan làm quyết định tìm bạn trai cũ của tôi ở quán rượu gần nhà. Chắc là phải hoãn việc đó lại thôi. Ừ, tôi biết rồi. Anh không hỏi tại sao tôi lại hoãn à? Tôi không tò mò, sao lại phải hỏi chứ? Tôi trúng số rồi. Trúng số, hạng mấy? Ha ha ha, anh nói không tò mò mà sao lại hỏi cái đó thế? Nếu cô muốn đùa thì tôi cúp máy đây. Không phải đùa đâu, chỉ là ẩn dụ thôi. Đột nhiên đơn hàng túi sách tăng vọt, nên tôi phải tăng ca thôi. Cuối cùng chỉ để khoe thôi sao, tôi cúp máy đây. Nhờ cô So Dung đã đăng một chiếc túi thương hiệu của công ty tôi lên SNS đấy. So Dung, nghệ sĩ Hong So Dung à? Vâng, có vẻ như cô ấy đã tình cờ mua túi sách thì phải. Cô đã gặp riêng Hong So Dung bao giờ chưa? À, không, làm gì có chuyện đó. So Dung đã bảo không được nói cho ai. Nếu không phải gặp riêng thì có lẽ cô ấy đã tìm ra tài khoản SNS của Cho Yu Min rồi. Thậm chí còn đặt cả túi và đăng lên SNS như cho mình xem. Không biết là cảnh cáo hay là tự mãn nữa. Hoặc cũng có thể là cả hai. Được rồi, dù sao cũng là chuyện tốt đối với cô, Yu Min, nhỉ. Cái tên quen thuộc quá nên làm mình rất ngạc nhiên. Dù sao thì cái tên Yu Min cũng rất phổ biến mà. Được rồi, vậy thì liên lạc sau nhé. Xin lỗi anh nhé, bây giờ chúng ta đi thôi. Vâng, nếu anh cũng định về nhà thì chúng ta cùng đi taxi về chung đi. Tôi cũng muốn bàn về việc phải làm gì khi mèo con đó xuất viện, thật tốt quá. Có vẻ như mẹ nó đã bỏ rơi rồi, chắc chúng ta phải tìm người nhận nuôi thôi, đúng không? Vâng, trước mắt chúng ta cần tìm người giám hộ tạm thời đã. Vài ngày sau. Cả hai đều dễ thương quá, nhỏ bé và vô hại. Xeo luôn lớn nhiều rồi nhỉ. Cảm ơn anh, nhờ anh chăm sóc cho đến khi có người nhận nuôi nhé. Em chán rồi, giờ chúng ta chia tay đi. Sao tự dưng em lại đổi chia tay vậy? Em giận anh chỉ vì anh bảo không muốn ăn cơm chiên à? Anh lúc nào cũng chỉ gọi món anh thích, lúc nào cũng thế. Anh hành xử ích kỷ như thế thì làm sao em có thể tiếp tục thích được? Em đi đây đừng có mà níu kéo nữa. Vì cơm chiên mà em lại làm ầm ĩ như vậy sao? Hả? À, xin lỗi à? Chờ chút, dừng lại đi. Chúng ta nói chuyện chút đã. Ôi! Xin lỗi vì đã đến trễ nha. Dạo này công việc của tôi bận rộn quá, đã chạm trúng mình mà còn không chịu xin lỗi. Vai của cô có sao không? Tất nhiên không sao rồi. Cơ mà, anh chọn chỗ ngồi ở đây à? Không có, tôi chỉ ngồi vào chỗ trống thôi. Chúng ta vẫn chưa order vậy chuyển chỗ khác được không? Chúng ta đổi đến bàn cạnh cửa sổ đi. Nếu bạn trai cũ xuất hiện, tôi sẽ nhận ra ngay và cũng có không khí lãng mạn hơn. Được rồi, nhưng mà khi nãy những người vừa ra ngoài sao vậy? Họ cãi nhau à? Chỉ là một cặp đôi chia tay vì cơm chiên thôi. Hả, có chuyện gì mà phải chia tay vì cơm chiên chứ? Kể xem nào, cái đó tôi cũng không biết nữa, biết vậy đến sớm hơn rồi. Chỉ có mình anh Nguyên Do được xem cảnh thú vị thôi. Cũng không thú vị lắm đâu, trước đây tôi cũng đã từng chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Ồ, trước đây anh đã từng chứng kiến chuyện này sao? Khi nào vậy, anh có thể kể cho tôi nghe không? 3 tháng trước, đêm Giáng sinh. Lại có tin đồn hẹn hò, không lẽ hôm nay không liên lạc được là vì chuyện này sao? Ha, thật không thể tin nổi, một người vốn cẩn trọng như vậy lại đi gặp riêng một người đã từng dính tin đồn tình cảm sao? Kỳ lạ quá, cô ấy vốn dĩ không hành động gây tổn hại cho bản thân mà. Bây giờ em cảm thấy chán ngấy khi ở bên anh rồi. Nói những lời như vậy mà vẫn cười được à? Em đang nói thật đấy. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy có hơi đáng tiếc cho bản thân mình thì phải. Anh Nguyên Do, nếu anh không nhớ thì không cần kể cũng được. Tôi cũng không tò mò lắm đâu. Tôi nhớ ra rồi. Cơ mà có nên kể không nhỉ? Tất nhiên rồi, anh mau kể đi.
cô Choi Yumin đã chia tay bạn trai vào đêm Giáng sinh năm ngoái phải không? Ờ, sao anh biết hay vậy? Ji-hee đã nói lại với anh à? Hay là Tae-kun nghe thấy và kể lại cho anh vậy? Hôm đấy tôi cũng có mặt ở quán cà phê đó, bây giờ tôi mới nhớ ra. Cô vừa cười vừa nói đã chán ngấy rồi nữa. Lúc đó tôi thắc mắc, không hiểu tại sao cô lại nói những lời như thế mà vẫn còn cười được. Chính xác thì 3 tháng sau, tôi cũng đã hành động như cô vậy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được. Bất ngờ quá nhỉ, nghe anh kể hôm đó anh cũng có mặt ở đó khiến tôi xấu hổ quá. Vậy tại sao cô lại nói chia tay? Không ngờ anh Huyên Do lại là người hỏi trước. Tôi cũng không muốn nói điều này khi còn tỉnh táo cho lắm. Chủ quán ơi, cho bàn tôi 3 chai soju trước đi. 3 chai? Hức, hu hu, đâu phải tôi muốn chia tay đâu chứ. Tôi còn định sẽ kết hôn và sống lâu đến 100 tuổi cơ mà. Anh ta ngoại tình à? Hay là có tiền án hình sự? Nếu là một việc rác rưởi như vậy thì tôi không cần phải hối hận thế này. Chờ chút đã, tóc của cô Yumin rơi vào đĩa thức ăn rồi, bây giờ điều đó không quan trọng. Anh Nguyên Do, phải nghe tôi nói. Mau làm gì với tóc cô đi, nhìn ghê quá. Tôi đã hẹn hò với người đó được 6 năm rồi đấy. Quen nhau lâu thật. Nhưng điều buồn cười là, người đó đã bảo chưa từng rung động với tôi. Từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, yêu nhau nhưng lại không rung động sao? Điều đó có hợp lý không? Tình yêu như vậy chỉ dành cho gia đình hoặc bạn bè thôi. Phải có điều gì khác biệt với họ thì mới là người yêu chứ. Khăn giấy đây, 6 năm của tôi là gì chứ? Trong suốt 6 năm đó, tôi là cái gì đây? Thậm chí tôi còn tiết kiếm tiền cuối nữa đấy. Khi bị hỏi lý do tại sao chia tay, tôi đã xấu hổ không nói nên lời. Nhìn này, anh ta đã nói thẳng điều đó sao? Không có, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ấy. Đúng là một thằng ngốc, sao có thể nói ra câu đó được chứ, đừng chửi tôi mà. Tôi cũng đã nói những lời như vậy, những lời đó chỉ có thể nói khi đã kết hôn và sống hạnh phúc 100 năm, hoặc trước mộ của Cho Yumin thôi. Sao tự dưng anh lại tử tế vậy nhỉ, khi thấy ai đó khóc và nhúng tóc vào đĩa thức ăn? Chắc chắn ai cũng sẽ trở nên tử tế. Tôi hiểu rồi. Dù sao đi nữa, anh không được nói chuyện này với người khác đâu đó. Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nên anh nhớ phải giữ bí mật đó. Sạch sẽ rồi đấy, tôi không nói đâu, đừng lo lắng. Làm sao mà tin được, anh Nguyên Do cũng mau nói ra đi. Gì cơ? Anh mau kể chuyện chia tay của anh đi. Khi hỏi hoàn cảnh của tôi thì anh phải chuẩn bị tinh thần để nói về bản thân chứ. Sao mình lại hỏi chứ? Cũng đâu ngờ chuyện sẽ xảy ra thế này đâu.